Xin chào tất cả các bác và anh em. Có nhiều các bác anh em nghĩ rằng là một người ngồi tại chỗ căn chỉnh văn số thì có lẽ rằng là không đạt được một cái hiệu quả cao khi cài đặt văn số. Thì cũng có rất nhiều các bác anh em là muốn một văn số nhưng mà lại rất muốn là như vậy là phải là đến tận nhà để mà cài đặt setup. Để cho các anh em có thể là tin tưởng để mà mua văn số của Thanh Hồng Audio KTV. Thì xin mời các bác anh em hãy xem những cái phản hồi của các bác anh em mà cách đây mấy hôm thì có mua vang số của em cũng như là gửi vang số đến căn chỉnh. Thì buổi sáng hôm nay thì em cài rất nhiều vang số để mà gửi cho các anh em đặt mua cũng như là những chiếc vang số các anh em gửi đến căn chỉnh. Thì trong đó có X12 hàng bãi gửi cho một chú em ở An Giang, và chú này trước đây có mua bộ mic của em và bây giờ thì chú lại đặt mua một chiếc vang số X12 hàng bãi, là chiếc dưới cùng màu vàng đang kết nối với phần mềm đây, là sẽ cài cho chú em ở An Giang, chiếc X12 hàng bãi. Một chiếc D4 là của chú em Bình Dương gửi đến căn chỉnh. Một chiếc Sunsui DA1 của chú em Thanh Hóa. Chú em Thanh Hóa này thì gửi cho em chiếc vang số Sunsui DA1 và bộ mic BBS 5S2458. Thì em cũng lấy luôn cái tay mic, cái bộ mic của chú em Thanh Hóa này gửi cho em chiếc Sunsui. Và chú em ở Thanh Hóa này thì trước đây đã gửi cho em chiếc vang số X5 này. Cũng nói thêm là chú em Thanh Hóa này là trước đây đã gửi cho em chiếc vang số X5. Em cài đặt lại cho chú này, chú dùng khá là hay. Thì bây giờ là chú lại gửi cho em chiếc Sunsui DA1 và cái bộ mic của BS với modem là 5S2458. Đây là cái tay này. Và một chiếc vang Sunsui DA1 của cái bác Bình Thuận, nó có trục trặc về vấn đề dưa le, thì là bác ấy lại gửi cho em xử lý và căn chỉnh lại. Thì các bác thấy là như thế này. Đây là một chú em ở Thanh Hóa, cũng là người Thanh Hóa nhá, là cũng cùng tỉnh với lại chú em mà trước đây đã gửi cho em chiếc vang số X5 và bây giờ lại gửi Sunsui DA1 và cái bộ mic BBS này. Đây là một chú em Thanh Hóa và em cũng đã có một video clip chia sẻ các bác anh em ấy, là chú này có mời thợ đến nhà. Chú này có mời thợ đến nhà để mà cài đặt chiếc vang số, chiếc này là chiếc X12 Plus. Chú em này là có mời thợ đến nhà cài đặt chiếc vang số X12 Plus. Và sau đó thì sử dụng không hay thì gửi cho em căn chỉnh. Và trước khi gửi về cho chú này sử dụng ấy, thì em có một cái clip chia sẻ với lại các anh em, là chú em này có thể là mời cái thợ mà trước đây đã căn chỉnh chiếc vang số X12 này đến để như vậy là nghe 6 cái chế độ mà em làm. Đây, chú này có cảm nhận rằng là đây, test rất là hay nhá. Đây là chú em Thanh Hóa mà gửi cho em chiếc vang số X12 Plus và đã mời thợ đến nhà để mà cài đặt. Và trước khi gửi về sử dụng ấy thì em có làm một video clip là chú em này có thể là mời thợ đến nhà để mà như vậy là nghe 6 chế độ phần nhạc, phần mic em làm. Thì đây nó là cái, các bác thấy như này, đây là chính là chiếc vang số của chú em ở Thanh Hóa này. Hàng ngày thì em căn chỉnh rất nhiều vang số. Đây, đây là chính ra là cái video mà em có đưa lên kênh, là chú em Thanh Hóa này có thể mời thợ đã căn chỉnh nghe thử nhạc mic 6 chế độ. Đây là chiếc vang số X12 Plus. Bởi vì đối với em là cái người mà vừa bán vừa căn chỉnh vang số, và đặc biệt là dòng X, và gần đây là dòng vang số X12, thì rất nhiều các anh em là gửi vang số cho em căn chỉnh. Và thông qua cái phản hồi, tức là khi làm ấy thì thông qua cái phản hồi của người dùng để em có thể là nắn chỉnh lại, trong quá trình vận chuyển thì là có một cái tai là nó hơi bị cong. Thế cho nên là khi các bác anh em gửi cho em ấy, thì các bác anh em là chịu khó như vậy là mua lên một cái hộp xốp, sau đó là như vậy là bọc bằng xốp, và có thể là ở cái cạnh hông này, cạnh hông của như vậy là vang số này, các bác anh em lại ốp thêm một miếng xốp nữa thì nó sẽ đảm bảo nhé. Thì đây là chú em mà gửi cho em chiếc vang số X12 Plus. Thì các bác thấy rằng là một chiếc vang số mà thợ đến nhà làm mà không được, gửi cho em, và trước khi mà em gửi về chú này ấy, là như vậy là em còn lên một cái clip là có thể là mời thợ mà đã căn chỉnh
chiếc vang số này đến để mà nghe thử về nhạc và mic của 6 chế độ. Thì đối người làm ấy thì phải có một cái gọi chủ quan trong vấn đề làm. Người làm phải có một cái chủ quan khi mà đánh giá về chất âm, về effect cũng như là về phần âm sắc, phải có chủ động. Và đây nữa này, đây là chú em này ở Thanh Hóa nhá. Đây là chú em ở Thanh Hóa. Chú em này là đang gửi vang cho em này. Em thì hàng ngày rất nhiều các anh em là liên hệ gửi vang. Cho nên là tiện đây thì em chia sẻ luôn đấy. Tiện đây là em chia sẻ luôn là các anh em gửi vang cho em ấy thì các anh em mua lấy một cái hộp xốp. Sau đó là như vậy là cắt gọn gàng vừa vặn chiếc vang, ốp trên ốp dưới rồi là cả cạnh nữa thì nó sẽ đảm bảo. Chú em này này là đang một chiếc vang số đang trên đường gửi cho em. Và chú em này ở Thanh Hóa đây, chú này là ở Thanh Hóa và có nhận chiếc vang X12 Plus mà em căn chỉnh lại. Thế còn chú em này đây, chú em phía dưới này này, ngày hôm qua thì chú này là cũng nhận được chiếc vang số X12 em bán cho chú này. Chú này là mua của em chiếc vang số X12 hàng bãi màu vàng. Và chú này Bắc Giang nhé. Chú em này ở Bắc Giang. Chú em này ở Bắc Giang và có mua của em một chiếc vang số X12 hàng bãi màu vàng. Nó cũng giống như chiếc vang số mà đang cài cho chú em ở An Giang này này. Và chú em ở Bắc Giang này cũng rất là cẩn thận kỹ tính nhé. Ở chú em Bắc Giang ấy, chú em này này, chú em này ở Bắc Giang và như vậy là có đặt mua một chiếc vang số X12 hàng bãi. Và khi nhận thì ngày hôm qua chú ấy có đánh giá như thế này. Vừa quay vừa chạm. Đây, chú em này ở Bắc Giang có đặt em một chiếc vang số X12. Đây, còn hướng dẫn chú em này. Hướng dẫn chú em này như vậy là về cái cách gọi cũng như là cái cách mà thay đổi cái nhạc đầu vào. Cổng quang, cổng AV1, AV2. Đây là chú này có đặt em vang số X12 hàng bãi. Thì em có gửi chú này hai cái video clip là hướng dẫn cái cách gọi kênh này. Bởi vì trên khiển ấy thì là trên khiển và trên mặt máy ấy thì gọi được có 4 thôi. Trên mặt máy là 4 và trên khiển thì M5 thì là chọn tín hiệu nhạc đầu vào. Cái M6 thì là tắt tiếng nhá. Trên X12 hàng bãi thì là gọi là 4 chế độ thông qua cái M1, M2, M3, M4. Còn cái M5 thì là chọn nhà tín hiệu nhạc đầu vào, M6 là tắt tiếng. Thì các anh em khi dùng khiển các anh em cũng nắm được như thế. Đây là một chú em Bắc Giang. Cho nên là rất nhiều các anh em là đã từng mua và từng gửi các số căn chỉnh đều có một cái kết quả và tốt. Đây là một chú em đang gửi cho em chiếc vang số này. Chú này cũng gửi vang số này. Hàng ngày thì em nhận được rất nhiều vang số của anh em gửi đến căn chỉnh. Cho nên rằng là em cũng chia sẻ luôn là cái vấn đề mà đóng gói. Vấn đề đóng gói rất nhiều các bạn anh em mà đã là khách hàng của em đã từng gửi vang số hay là từng mua vang số thì lại tiếp tục giới thiệu cho anh em bạn bè người nhà là như vậy là mua hoặc gửi vang số lên căn chỉnh. Thì chiếc X12 mà sẽ cài gửi cho chú em An Giang là làm dịch vụ ấy. Thì đối tính chất dịch vụ thì em sẽ làm nó kỹ càng hơn, rà soát kỹ càng hơn. Và chú này đã mua mic của em cho nên em nắm được cái đặc tính của cái bộ mic mà chú này đang sử dụng. Chú này là mua mic của em cho nên em nắm được cái đặc tính của cái bộ mic đấy. Thì trên X12 thì làm rất là nhiều chế độ cho các anh em sử dụng, đến 10 chế độ. Đến 10 chế độ cho các anh em sử dụng và anh em làm dịch vụ thì có thể là thêm một chế độ FXR. Đây là các chế độ mà em vẫn làm ở trên X12 này. Đây các bác thấy rằng là đây các chế độ em vẫn làm trên X12. Sáng tiếng, dày tiếng, dễ hát, dì vợt, nhiều dì vợt, ít vang nhại, nhiều bát chép, sáng hơn, nhiều chép chống hú. Và có một chế độ FXR nhá. Có một chế độ FXR. Thì tối hôm qua thì vợ chồng em là cũng hát ở trên chiếc vang số X2 hàng mới mà gửi cho mấy các Gia Lai. Thì hôm nay thì em lại đưa vào cái phòng này để mà rà soát trước khi gửi cho bác này. Và bác này thì cũng nói chuyện rằng là trước đây bác ấy sử dụng cái vang số GM880. Bác này trước đây đã sử dụng chiếc vang số GM880. Và em đã chia sẻ rất nhiều video clip về cái phương pháp căn chỉnh của cái dòng vang số GM. Thì bác này có áp dụng thì cảm thấy là khá là tốt. Thế nhưng mà bây giờ thì nó hỏng, chiếc vang số GM nó hỏng thì bác ấy
lại đặt em một chiếc vang số, và bác ấy là lấy chiếc vang số X12 hàng mới. Thì tối hôm qua là vợ chồng em ấy thì là có hát là thử một bài để mà test âm. Thì thật sự mà nói thì cái giọng hát của em ấy cũng như là bà xã ấy, giọng hát của em thì khàn đục, đuối hơi, mờ tiếng. Thế còn bà xã thì như vậy là tiếng thì cũng trong trẻo đấy, nhưng mà cũng đuối hơi. Những cái đoạn mà lên cao hay là cần phải nhấn nhá, hay là cần phải như vậy là có cái gọi là đuổi hơi, thả hơi ấy. Có những đoạn lên cao thì phải là chắt hơi, phải là như vậy là biết chắt hơi. Nói chung là hát thì cũng phải có một cái kinh nghiệm để mà hát. Giả dụ như là cái đoạn lên cao ấy thì cái người mà có kinh nghiệm thì sẽ là giữ hơi, chắt hơi. Thế còn cái đoạn mà gọi là xuống thấp mà thả cái hơi dài ấy, thả cái hơi dài thì đòi hỏi là như vậy là nó phải có một cái sự mà gọi luyến láy mềm mại. Thì chính ra là bà xã của Thanh Hồng ấy là giọng thì chất giọng thì cũng được, nói chung là ba giải thì như vậy là cũng gọi là tạm được, trầm trung chét thì tạm được, nhưng mỗi một cái là nó đuối hơi. Thế còn đối với bản thân Thanh Hồng thì mấy chục năm liên quan đến ca hát, ngày nào cũng hát, thế nhưng mà cái chất giọng tự nhiên của mình là nó không hay. Nhưng mà khi mà em hát ấy thì em đánh giá bằng cái nhập tâm nhập hồn cơ. Em mà hát ấy thì em đánh giá là bằng cái nhập tâm nhập hồn. Thế còn cái chất giọng ấy thì là chất giọng của tự nhiên của mỗi người thôi. Chứ còn bây giờ một cái người mà giọng khàn đục thì rõ ràng là không thể trong trẻo rồi. Nhưng quan trọng nhất là khi mình hát ấy là nó phải có cái độ chân thật. Khi mà mình hát thì mình phải có một tính chất là nó chân thật tình cảm thì chúng ta hát chúng ta mới thả hồn được. Và cái mấu chốt để mà làm một chiếc vang số có cái sự thả hồn ấy là vấn đề như vậy, làm effect mà làm không tốt ấy là chúng ta không thả được hồn đâu. Effect mà làm không tốt là chúng ta không thả được hồn mình vào lời bài hát. Và có thể là loa nhiều, mic to. Nhiều các anh em thì như vậy là sử dụng đến 2-3 đôi loa, một cái phòng bé, 2-3 đôi loa, mic để bé thôi. Nhưng mà nó là sự cộng hưởng, cái âm lượng nó ra rất là lớn. Mic có thể là nhẹ, gọi là nhẹ mic. Thế nhưng mà cái effect làm tốt ấy thì như vậy là hát nó không nhập tâm nhập hồn, nó không vào giọng, gọi là hát nó không vào giọng. Hát nó cứ kiểu là nó nhạt nhạt, nó tuột tuột kiểu gì ấy. Nó đôi khi mà nhạc lớn có khi còn bị như vậy là phân tâm. Đôi khi chúng ta làm nhạc không tốt nhá. Trên vang số á mà ghép cái thiết bị mà làm nhạc không tốt thì khi mở lớn ấy thì nó ồn ào, khó nghe. Thế rồi effect mà làm không có cái độ tự nhiên, tình cảm chân thật thì như vậy là chúng ta hát là nó dễ bị lạc tông, lạc giọng. Bởi vì nhạc thì ồn này, nhạc thì khó nghe. Khi hát karaoke thì đôi khi phải mở nhạc lớn, phải mở nhạc lớn, súp lực nhạc lớn. Thế khi mà làm nhạc ấy mà nó bị ồn, bị dối nhạc, gọi là dối nhạc, bị ồn, bị dối nhạc, thế cộng với effect mà làm nó không nhập tâm nhập hồn ấy, tức là nó không chân thật, tự nhiên, tình cảm, chúng ta như vậy là không nhập tâm nhập hồn được, thì như vậy là dễ bị lạc giọng. Thế nên nhiều khi các anh em cảm nhận rằng là khi mà đưa nhạc vào hoặc mở nhạc lớn lên thì như vậy là nó bị mất effect này, vấn đề như vậy. Tức là như vậy là khi mà làm cái effect không tốt, nhạc bị dối này, effect không tốt, mở nhạc lớn lên thì người hát ấy dễ bị gọi là lạc tông, lạc giọng, bởi vì nó bị phân tâm và mình không nhập hồn được, không thả hồn vào cái nội dung bài hát thì là nó sẽ là khó dùng. Thế cho nên em vẫn nghiên cứu kỹ về effect mà mặc dù là em ngồi tại nhà tại chỗ thôi, ngồi tại nhà tại chỗ tại cái bàn này, thế nhưng mà căn chỉnh rất nhiều loại vang số được các anh em có thể là đánh giá đạt được đến 70-80%. Mặc dù là ở nhà các bác anh em ấy là đẩy loa mic rất là nhiều loại, thế cho nên rằng là em phải làm nhiều chế độ để cho các anh em sử dụng rất nhiều chế độ về âm sắc cũng như effect. Và cái effect nó quyết định là 70% rồi, thì khi các anh em về nhà các anh em có thể nắn chỉnh thêm về phần âm sắc nữa là dễ dùng rồi. Bởi vì cái thay đổi về âm sắc ấy nó ít ảnh hưởng hơn thay đổi về effect, cho nên rằng là khi các anh em sử dụng, các anh em có thể nắn chỉnh thêm nữa là tốt rồi. Và bây giờ em sẽ thử chất mic ở trên chiếc con số mà gửi cho chú em ở An Giang này.
đây là chất mic. Thì một cái phương pháp khi làm vang số thì vẫn là giảm trầm, giảm trung trầm, giảm trung và giải check, thì thậm chí là có những chiếc vang số phải giảm đi, hoặc là có những cấu hình phải giảm đi. Đây các bác thấy rằng là có những cấu hình là phải giảm đi nhé, giảm giải check đi. Thì bây giờ sẽ thử mic này, tiện là cái bộ mic của chúng em ở Thanh Hóa này gửi cho em cùng với chiếc vang số Sun Studio 1. Thì em lại thử luôn bằng cái bộ mic BBS này nhé. Mà chú em này cũng đang sử dụng một cái bộ mic mà cái chất âm nó cũng chân thật nhé. Chú em mà đặt em chiếc vang số X12 hàng bãi này là cũng đang sử dụng một cái bộ mic mà em bán cho chú em này với tính chất là nó tự nhiên và nó thật giọng. Thì bây giờ sẽ thử luôn ở trên cái bộ mic của chú em ở Thanh Hóa này nhé. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thì tiện đây thì em chia sẻ luôn như thế này, nhiều các anh em sử dụng cái đầu thu mic này này là như vậy là vặn, như vậy là rất là lớn nhá. Kể cả là cái dòng đầu thu mà như vậy bằng số hay là bằng cơ. Cái mic của chú em Thanh Hóa này là mic BBS nhưng mà lại tăng giảm bằng cái volume bằng tay, gọi là bằng cơ. Tăng giảm là chúng ta sẽ xoay bằng cơ. Thì nó có tầm của nó nhá, thường thường ấy là cỡ khoảng 12 giờ trên 2 giờ. Còn nhiều các anh em như vậy là cứ vặn lớn lên, để nghĩ là như vậy vặn lớn lên để cho nó to mic, nhẹ mic nhưng mà nó lại không đẹp âm nhá. Thì đây nó cũng là một cái mà tiện em chia sẻ luôn. Thế còn bây giờ thử một chế độ gọi là dày tiếng nữa này. Đây là chế độ dày tiếng nhá. Chế độ dày tiếng này. Thử chế độ dày tiếng xem là đối với cái mic BBS của chú em Thanh Hóa này thì nó thế nào. Và trên X12 này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6. Và thử một chế độ revert nữa này. Thử một chế độ revert nữa. Đây, chế độ thứ tư là chế độ revert này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, chín, một, hai, sáu, chín. Đây là chế độ revert 100% nhé. Thì đối với em làm revert ấy thì là revert 100%, chứ không phải là như vậy là thêm cho vào để cho dễ hát đâu. Revert là nó phải mang đúng tính chất của revert. Còn làm được dễ hát hay không ấy là do cái khả năng để làm. Thì trên tất cả các loại vang số ấy, khi đây em đã làm revert là 100% revert. Thì cái điều này thì các anh em khi mà mua vang số của em hay là như vậy là đã từng gửi vang số căn chỉnh ấy, thì các anh em sẽ thấy được rằng là em làm revert là 100% revert. Thì em cũng giới thiệu để các anh em có thể là yên tâm đặt mua X12 hoặc là nhiều dòng vang số khác để các anh em có thể là có một cái chất âm mà nó khá hay là lưu ý khi mà sử dụng vang số ghép với bộ dàn các anh em đang dùng.